Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là với 10 điểm có được tại hạng mục AP250, ngay chặng mở màn của mùa giải đua xe mô tô châu Á ARRC 2019 tại chặng đua quốc tế Sepang, Malaysia, Honda Racing Việt Nam đã có màn chào sân lịch sử và đáng nhớ tại sân chơi hàng đầu khu vực. Với sự đầu tư nghiêm túc và bài bản vào lĩnh vực đua xe thể thao, sau 3 năm cộng tác với đội đua UG đến từ Malaysia, Honda Việt Nam đã chính thức cho ra mắt đội đua độc lập mang tên Honda Racing Việt Nam. Honda Racing Việt Nam không chỉ là đội đua độc lập đầu tiên đến từ Việt Nam tham dự giải đua xe quốc tế hàng đầu châu Á ARRC, mà còn là đội đua đầu tiên với 100% kỹ thuật viên và tay đua người Việt. Đây là một dấu mốc đặc biệt khẳng định sự trưởng thành của Honda Việt Nam trong lĩnh vực đua xe thể thao với tinh thần chấp nhận thử thách, vượt qua rất nhiều khó khăn và thách thức nơi đấu trường châu lục, từ đó xây dựng những bước đi mạnh dạn hơn cho đội. Trong màn chào sân lịch sử của Honda Racing Việt Nam đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của gã điên cao Việt Nam khi tay đua này lọt vào top 10 ngay ở chặng đầu tiên và mang về 10 điểm quan trọng cho đội. Cụ thể, trong ngày đua phân hạng, gã điên đứng thứ 16 chung cuộc. Đây cũng là vị trí phân hạng tốt nhất mà tay đua này giành được kể từ khi thi đấu hạng mục AP250. Lợi thế ban đầu này ngay lập tức biến thành điểm số cụ thể ở ngày đua thứ nhất. Cao Việt Nam đã thi đấu lì lợm và về vị trí thứ 12 với 4 điểm. Tiếp đà hưng phấn, Cao Việt Nam tiếp tục tỏa sáng ở ngày đua thứ hai khi nằm trong top 10 tay đua xuất sắc nhất. Ở Ray 2, Cao Việt Nam đã có pha xử lý xuất thần để tránh vào vụ va chạm với 3 tay đua khác ở ngay vòng đua thứ nhất, qua đó kéo tụt gã điên xuống vị trí thứ 17. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và sự khôn khéo trên trường đua, Cao Việt Nam đã vượt qua nhiều tay đua khác để băng về đích với vị trí thứ 10, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra cho toàn mùa giải, ít nhất một lần đạt thành tích top 10 tay đua tốt nhất ngay chỉ chặng 1 chào mùa giải. Cảm xúc của em thì rất là hạnh phúc. Thì đây là chặng đua đầu tiên nhưng mà em có thể ghi được điểm. Em không ngừng tập luyện mỗi ngày về sức khỏe cũng như là về kỹ năng, quan sát những đường chạy của các tay đua chuyên nghiệp hơn và điểm phanh của họ, cũng như là cắt chạy để có thể trao đổi thêm kinh nghiệm và kỹ năng của mình. Nhờ được Honda hỗ trợ cho một chiếc xe tập tốt ở Việt Nam nên em có thể tập được nhiều hơn một số kỹ năng để vào cua nhanh hơn và thoát cua nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên được đua trên sân trường đua quốc tế mà đạt tiêu chuẩn MotoGP cũng như là F1. Thì trường đua ở đây có các khúc cua và mặt đường rất là đẹp, các tổ chức ở đây cũng rất là chuyên nghiệp. Em rất thích trường đua ở đây. Trong khi Cao Việt Nam tỏa sáng rực rỡ ở hạng mục AP250, thì hai tay đua khác của đội là Nguyễn Vũ Thành và Lê Khánh Lộc đã thi đấu tròn vài tại hạng mục UB150. Dù vị trí xuất phát không hề cao, lần lượt là 30/34 của Lê Khánh Lộc và 32/34 của Nguyễn Vũ Thành, hai tay đua đã cố gắng cạnh tranh song phẳng với những tay đua khác để cải thiện thành tích chung cuộc của mình. Lê Khánh Lộc lần lượt vượt 8 bậc thành tích tại mỗi ngày đua, qua đó cán đích vị trí 22/34 tay đua. Và sự quay trở lại đấu trường ARRC sau gần một năm chấn thương cũng đã ghi nhận sự cải thiện thành tích của Nguyễn Vũ Thành. Vị trí lần lượt là 26/34 và 24/34 trong hai ngày đua. Cảm xúc của em là quay trở lại cái giải ARC này thật là vui và hạnh phúc khi được quay trở lại với cái giải ARC này sau một thời gian dài em chưa có thi đấu trong nước lẫn quốc tế. Và lúc mà mình đội nón vô và chuẩn bị xuất phát thì có một cái tâm lý rất là bồi hồi. Honda Việt Nam tạo điều kiện cho em được tập luyện ở Đại Nam
và mỗi tháng một lần, và test thể lực mỗi tháng một lần. Và dịp cận Tết thì hôm nay Việt Nam có tạo điều kiện cho em đi Indo tập huấn khoảng 7 ngày. Dạ, điểm cần cải thiện nhiều nhất ở em là tự tin vào tốc độ cao trong cua. Em bị mất cảm giác vào cua tốc độ cao một thời gian dài. Em chưa có được thi đấu với tốc độ cao, em toàn đi tập ở những đường ngắn, nhỏ, tốc độ thấp thôi. So em sẽ cố gắng về cái trận thứ hai tại trận thứ ba tại Thái. Như vậy kết thúc trận 1 của mùa giải ARC 2019, Honda Racing Việt Nam đã bỏ túi 10 điểm đầu tiên hạng mục AP 250. Đây thực sự là số điểm quan trọng và là động lực để toàn đội gặt hái được kết quả tốt hơn nữa trong những trận tiếp theo. Trận 2 sẽ diễn ra ở trường đua Zabin Motorsport Park vào ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 tới với 3 hạng mục AP 250, SS600 và ASB1000. Chúng ta cùng hy vọng gã điên sẽ tiếp tục tỏa sáng để mang về niềm vui cho người hâm mộ ở hạng mục AP 250.